afraid of you. Now you set my soul on fire. Welcome back to my channel, and I'm playing Perfumer in this clip, and I hope you enjoy it. I'm Juan. Welcome. Ê, hôm nào thử làm một video kiểu nói tiếng Anh hết nguyên clip xem thế nào ta. Mình nghĩ sẽ rất là vui ấy, nhưng mà mình phải cần có nhiều thời gian, kiểu như là chẳng hạn như là mình sẽ nói nhưng mà mình sẽ làm phụ đề dưới nữa để cho mọi người xem, mọi người sẽ vừa đọc vừa hiểu hơn, tại nhiều khi tôi nói khủng khủng điên điên. Gì ấy? Cái gì vậy? Thì mày nói, Oh my god, who is that? Oh my god, Jack, 5 million đô la, 5 million Việt Nam đồng. Hey kiss, don't bully me, là tha cho em lần này đi anh. Đừng. Trời ơi, mày thấy nữ hoàng nước chua chưa? Queen of perfume. Oh, nữ hoàng nước mắm. Trời ơi! Chơi cái trò gì mất dạy dạy trời hả? Từ khi ngươi đến Lăng Hoa Điện, ngươi đã nói gì với Dược Không Cung nương nương, mà giờ ngươi đuổi ta vậy? Khi mà đuổi thế giới nước chua thì nên xem lại xem là có tuổi không, bởi vì rất là dễ cay nha. Mà khi cay mà ngon là bèo lắm cũng phải cay, cũng phải ba bình nước hoa. Đấy, chơi tốt hương sư là phải thế. Nhưng mà khi mà Hunter đuổi mình được ba bình nước hoa, nó phun chiêu mẹ rồi. Nó không thèm đuổi nữa, nó phun chiêu rồi. Lúc đấy là nó đuổi sang đồng đội khác, rồi đồng đội chỉ có ói lên ói xuống thôi. Rồi, đuổi đúng người rồi kìa. Đuổi người cần đuổi đúng không? Cái đứa mà dễ bị counter nên đuổi. Rồi em đi tiếp tục sửa máy nha. Để hôm nào em sẽ làm một cái clip em nói tiếng Anh cho mọi người coi, cho nó vui, đổi không khí đúng không? Em dùng Vietnam EY. Ủa? Cái gì? Bà này bỏ đâu ra vậy trời? Y như con bét vậy á. Tôi tưởng ủa game này tự nhiên có con bét nào bò tới, mắc cười quá vậy. Trời ơi, antivirus. Này nước mắm bốn phương này, chứ mẹ là nước mắm chin su, đúng không? Chán ghê, vô là đai, đâm ra là cũng ngao ngán, nhưng mà úi giời ơi. Không có tài năng thì đừng đấu với chị ha. Không có chi thức. Úi giờ. Mình chỉ sợ lúc nó tàng hình, cái kiếm nó có gió thôi. Khó né dã man đây. Giờ hết nước chua rồi. Ủa? Ủa sao vậy anh có ổn không vậy? Thôi đi lục hòm. Chứ giờ mình hết đồ chơi rồi. Tranh thủ nó đang khùng mát thì mình sẽ đi lục hòm, mình kiếm đồ mình chơi. I'm looking for the chest, đúng không? Tôi đang tìm. Ủa, no. I'm look up something. I'm looking for something in the chest. Trời ơi, tôi tìm một cái thứ gì đó trong cái chest. Oh my god, what is that? This is kim tim. Kim tim là gì? Tự nhiên hôm nọ bố mẹ tôi nói là ủa con nói tiếng Anh rành chưa? Ủa là sao trời? Hỏi một câu mà mình không biết trả lời kiểu gì luôn á. Xong cái bảo cũng kiểu đủ dùng thôi chứ không có được giỏi lắm ý. Xong cái thế biết lòng cái gì? Lòng phèo phổi nó làm sao? Bảo cái gì? Ủa gì? Cái gì vậy? Hỏi nhiều câu mà không có đáp án trả lời lòng phèo phổi là cái gì? Xong cái mình nói là con chỉ biết được vài chữ kiểu như là tim là heart, phổi là lung. Biết nghe, biết tôi biết từ phổi đọc lung là do ai không? Do Taylor Swift đó.
Do Taylor Swift mới biết bài lân, à mới biết cái từ lân và phổi đó. Từ từ nha, để em đi cứu má này đã. Để em giải thích từ lân cho mọi người nghe. Ủa nó sao vậy? Ủa nó AFK hay gì á? À, không AFK lắm nhưng mà nó bị mát mát. Chắc là gió nhiều quá, mát mát về cả tinh thần lẫn cả về skill. Mọi người biết sao tôi biết bài từ lân không? À, tại vì nghe bài hát Clean á. Đó, bạn nào mà nghe bài đó rồi thì hay lắm. The water fill my lung. Đấy. I scream so loud but no one heard a thing. Đấy. Nước tràn vô phổi em. Em la lớn nhưng mà không có ai nghe. Đó, cái câu đó là vậy đó. Cho nên là em biết từ lung nó có nghĩa là phổi. Rồi nói chung là nghe nhạc tiếng Anh kiểu ghiền ghiền. Ở não là brain, mắt là eye. Rồi gì nữa? Máu là blood. Cause baby now we got bad blood. Đấy, ghê không? Dữ không? Quá dữ luôn. Đó cho nên là nhiều khi mình học tiếng Anh thì có cái vài cái bài hát mình mê mê. Thế là cuối cùng là mình ghiền. Mình ghiền rồi mình coi cái từ đó là gì. Đâm ra là mình biết cái từ đó. Mà nhiều từ mình chỉ biết đọc thôi chứ không biết viết. À, giống như mấy người đi du lịch như là mấy trẻ em ở bên Sapa rồi nó biết nói hay dã man. Kiểu cái địa phận của cái vùng ở chỗ họ là họ nghe nhiều, họ biết, còn như còn về viết thì họ sẽ không biết được. Tại nghe nhiều phản xạ biết nói. Còn như mình đây thì chịu. Trời ơi nó cam xa. Hey! Không cứu kịp Hương Sư rồi. Xa quá. Xa quá xa. Không kịp. Rất tiếc. Bạn là người được chọn. Ủa con bướm đâu ra vậy? Thôi đi nha. Kinh khủng. Chúc Jack ở lại vui vẻ nha. Được búp rồi nhưng mà cưng rất là chị mẹ rất là tiếc. Bởi vì là cưng không có tuổi tài năng để đấu với thế giới Jinsu đâu. Trời ơi, hai ba ra này quý vị. Ở hôm nay mình chơi Hương Sư phong cách 39. Hình như là trước cũng có chơi một trận Hương Sư thì 82 cũng 39 rồi. Ở hôm nay ghiền quá mang lại, chứ trước kia em toàn mang nhánh 6 đi. Mà Hương Sư cầm nhánh 6 thì thật sự cai cũng ổn. Nếu như mà mình chơi tốt đúng không? Còn rén rén thì cầm nhánh 9 thì mình tranh thủ những cái địa hình đó, có nội tại. Cái gì tới nó cũng tới, gặp ngay con cao tơ. Úi giời. Gặp ngay con cao tơ. Chơi không cẩn thận là nước chua luôn. Ta cho em lần này đi chị. May quá, có cái ván ở đây tăng tốc chạy nè. Không có tài năng thì đừng có đuổi Hương Sư. Không có tri thức, không có trí tuệ, đúng không? Thì đừng có đuổi. Hí. Đấy. Đứng mà chờ. Ôi thôi chết rồi, quên bắt nước hoa rồi. Trời ơi. Nhiều khi tự quên mình là con Hương Sư luôn đó trời. Jinsu cái gì? Đây là Jinsu. Thế giới của Lý Cây Bông. ABC. Doremi. Để đã yêu em từ lâu. Hồi ôi tha cho em lần này đi chị. Rồi đi hướng nào trời. Cái hầm có ở đây không vậy? Không biết cái hầm ở đâu luôn á. Thôi chắc là mình phải chạy ra ngoài. Không biết cái hầm ở đâu. Đánh liều cai xuống hầm chết luôn. Không có lừa được. Ghê quá à. Quỷ này sắp có skin trong ngày 21 tháng 6 này. Rồi xong, cái hầm đây rồi. Tôi thấy nó xác vô rồi, thấy có điềm rồi đó. Thôi đúng là ABC mà. Gặp ngay con cao tơ thì xịt nước hoa rén dã man. Quả nãy quên bắt nước hoa. Nhiều khi quên mình là Hương Sư luôn á. Mình là Jinsu, Jisoo. Chứ không phải là Jinsu nữa.
Người trước mắt tôi toàn thấy dối lừa, chắc đã yêu em từ lâu. Ôi, cứu bé. Ba máy keo quá nè. Hay quá Trinh ơi. Hay quá Trinh ơi. Đúng là con cú trong lòng người hâm mộ là con cú tuyệt vời nhất. Thôi bây giờ là mình phải cai. Úi giá, nó phun chiêu rồi. Giờ phải cai xa cái hầm ra để lát còn dễ cứu á. Giờ trước mắt tôi và thấy dối lừa, người đã yêu em từ lâu, rất lâu. Sửa máy đây, còn có một máy cuối thôi mọi người ơi. Đừng làm điều gì ngu ngốc. Quỷ này giờ nó full chiêu rồi, khó chơi ghê luôn á. Nhiều khi gặp Bon Bon hay Galati là cũng rén. Nó mà tạo tượng hoàn hảo hoặc là nối những cái quả bom. Úi dồi ôi, ai dạy chơi đập ghế trả lời. Trời ơi, bling dữ chưa. Rồi mất cái bling rồi, lấy gì chơi nữa. Lấy gì mà đuổi cô Jisoo. Phá cái ván giùm. Trời ơi, đầy vô lãnh cung. Trời ơi, quen đi đến từ Red Violet gì đó. Còn tôi là Jisoo đến từ nhóm nhạc Đen Hồng. Ở Hàn Quốc có nhóm nhạc Blackpink, còn ở Việt Nam có nhóm nhạc Đen Hồng nha. Rồi chúng ta cùng solo. Một đứa thì solo bài cái gì? Zim bali bim zim 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 zim. Rồi có tính solo bài Lý Cây Hoa không? Trả lời. Ủa sao đầu hàng vậy? Đang chơi. Thôi nếu mà đầu hàng thì mình sẽ kết thúc video clip đây. Và hẹn mọi người vào video lần sau. Chúc mọi người có một buổi sáng thứ bảy thật là vui vẻ, ăn cơm ngon miệng và nhớ đi thường vào 5 năm để chứng cầu nha. Bye bye.